ngoài một trận đấu bóng đá của Indonesia, và bên ngoài sân đã có hành động đánh nhau, không thể kìm nén được những kích động vào thời điểm này. Một ngày làm việc vất vả của Kajabi Anden, những người ở trên sân đúng là đã vượt qua ngoài bóng đá. Những cái đầu đang nóng lên bao giờ hết vào thời điểm này.